Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2, cuốn số 2 bộ truyện Một Lần Đào Trộm Xác của tác giả Phù Giao Tiên Tử trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2, cuốn số 2 của bộ truyện này. Trong khu rừng đá, ngoài những tảng đá có hình thù vô cùng kỳ quái và những bụi gai lúc xúc ra, không còn có một thứ gì khác. Trong đêm tối, những tảng đá này trông giống như những con ác quỷ dưới địa ngục đang tiềm ẩn. Những trận gió đêm lạnh cóng vẫn thổi vù vù. Cảnh tượng này khiến cho tôi phải rùng mình, trong khi tôi đang rất lo lắng cho thằng Mão. Một lúc lâu sau, bất chợt tôi phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Hiện tại tôi đang bị lạc đường. Lần theo ánh sáng yếu ớt của đèn pin, tôi đã đi một khoảng thời gian rất lâu trong khu rừng đá, nhưng tôi vẫn chưa tìm được lối ra. Tôi liền đứng lại, sau đó cẩn thận nhớ lại cung đường vừa rồi tôi đã đi. Tôi còn nhớ rõ, sau khi tôi bước ra khỏi căn nhà đá, tôi vẫn luôn đi thẳng về phía trước. Thế nhưng mà lúc này phía sau lưng tôi lại xuất hiện những tảng đá được chất thành từng đống. Không thể như vậy được. Trong lòng của tôi đang rất hoang mang. Chẳng lẽ tôi gặp phải quỷ rồi sao? Tôi chăm chú nhìn kỹ những đống đá này. Bất chợt tôi nhận ra, những đống đá này đều có một điểm chung. Nói chung bề ngoài thì những tảng đá này có rất nhiều lỗ nhỏ, trông giống như là một tổ ong bắp cày. Tôi hiếu kỳ thử dùng tay ngoáy vào. Bên trong có một ít đất đen, ngoài ra còn có một mùi rất hôi tanh. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác về điều này, bất chợt tôi nhận thấy tảng đá phía trước đang rùng rùng chuyển động. Tôi thực sự sợ hãi. Chẳng lẽ mình đã gặp phải ma quỷ rồi sao? Thế nhưng mà lúc này tôi không thể nghĩ được nhiều nữa. Trước tiên phải thoát khỏi khu rừng đá này rồi hãy tính. Tôi vừa quay người lại, bất chợt tôi vấp phải một tảng đá. Nhưng mà điều kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy đau đớn. Ngược lại, tảng đá dưới chân của tôi lại vỡ tan thành một đống đất. Từ bên trong đống đất đó có những thứ giống như là con kiến đang lũ lượt xông ra. Điểm khác biệt duy nhất của chúng chỉ là sự khác biệt về kích thước. Những con kiến này có kích thước to bằng nắm tay của người, trông vô cùng đáng sợ. Những con kiến này bỏ thẳng về phía tôi, nhất thời tôi đã cuống lên rồi. Tôi vừa định giơ chân để giẫm chết chúng. Bất chợt có ai đó từ phía sau lưng tôi kéo lại. Toàn thân của tôi rùng mình một cái. Dù trong đêm lạnh giá này nhưng tôi vẫn toát cả mồ hôi vì sợ hãi. Tuyệt đối không được dẫm lên chúng. Không biết từ lúc nào lão tứ đã xuất hiện sau lưng của tôi. Bên cạnh ông ta vẫn còn có một người. Đó chính là thằng Mão mà tôi đang tìm kiếm. Lão tứ nói với tôi rằng những con kiến này là loài kiến đá. Chúng có tính trả thù rất cao. Nếu vừa rồi mà tôi dẫm chết chúng, e là chỉ trong tích tắc, chúng sẽ bị kiến đá gặm nhấm thành một bộ xương trắng. Lão tứ, không phải thế chứ? Lão đừng làm cho chúng tôi sợ. Thằng Mão đứng bên cạnh vội lên tiếng. Lão tứ vuốt râu cười rồi nói. Các cậu không tin ư? Bây giờ ta sẽ dẫn các cậu tới một nơi. Tự nhiên các cậu sẽ hiểu được chuyện gì. Nói xong, lão tứ dẫn chúng tôi đi về phía bóng tối. Tôi rất tò mò không biết lúc nãy thằng Mão đã đi đâu. Thế nên tôi liền vội hỏi. Mão, lúc nãy mày đi đâu vậy? Làm sao tao đi tìm khắp nơi mà không thấy? Nghe tôi nói xong, thằng Mão tỏ ra ngạc nhiên. Minh Sứt, có phải mày đã bị chúng ta rồi không? Chúng ta? Tôi nhất thời giật mình kinh sợ. Nhưng khi vừa nghe thằng Mão kể lại chuyện vừa xảy ra, bây giờ tôi mới biết được rằng tôi vừa rồi thực sự chúng ta. Thằng Mão nói vừa rồi nó thấy tôi chui ra khỏi chăn, sau đó lại đi tìm kiếm thứ gì đó bên trong túi hành lý. Lúc đó lão tư cũng đã phát hiện ra điều gì đó rất bất thường, cho nên lão ta và thằng Mão lặng lẽ đi theo tôi. Về sau bọn họ phát hiện trên cổ của tôi có một khuôn mặt quỷ lúc ẩn lúc hiện. Ngay khi tôi vấp vào tảng đá đầy những con kiến đá đó, lão tư bất ngờ cắn đầu ngón tay lấy máu rồi chấm vào cổ của tôi. Đúng vào khoảnh khắc đó, khuôn mặt quỷ lập tức biến mất trong không khí. Nghe thằng Mão kể lại xong, tôi giật mình kinh hãi rồi nói. Mão này,
Mày xác định là mày không ra khỏi căn nhà đá đó chứ? Thợ Mão liền gật đầu. Trong lòng của tôi liền tự hỏi, cảm giác lúc nãy rõ ràng rất chân thật, làm sao có thể là giả được? Rốt cuộc là có chuyện kỳ quái gì đã xảy ra ở đây? Tôi nhìn lão Tứ đang đi trước dẫn đường, tôi rất muốn bước lên đó để hỏi cho ra nhẽ, nhưng hoàn cảnh lúc này hoàn toàn không cho phép, nhất là những con kiến đá đang bò dày đặc dưới chân của tôi. Chỉ cần sơ sẩy một chút có thể dẫm phải những bom hẹn giờ. Mặc dù chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn có một hai con kiến chui vào trong ống quần của chúng tôi. Ngay lập tức toàn thân cảm thấy ngứa ngáy, tôi rất muốn dùng tay bắt nó ra, nhưng lão Tứ đã ra lệnh tuyệt đối không được làm tổn thương những con kiến đó. Tôi và thằng Mão chỉ còn biết nhẫn nhục chịu cảm giác ngứa ngáy đó. Chúng tôi tiếp tục đi theo lão Tứ, nhưng mà liền ngay sau đó tôi thực sự phải thán phục bản lĩnh chịu đựng của lão Tứ. Chỉ thấy lúc này toàn thân của ông ta đầy những con kiến đang bò, nhưng ông ta vẫn coi như không có gì. Đâu có giống như tôi và Mão, nếu là tôi có lẽ tôi đã hét lên từ lâu rồi. Theo chân của lão Tứ, chúng tôi đi sâu vào trong khu rừng đá. Thằng Mão vỗ vào lưng của tôi nói nhỏ, Minh Xích, mày có nghe thấy tiếng nữ nhân không? Quả nhiên phía trước bỗng chuyển tới tiếng ai oán của nữ nhân. Tôi giật mình kinh hãi, nơi đây là chốn hoang sơn dã lĩnh, làm sao lại có một người đang dở khóc, hơn nữa còn là nữ nhân đây. Tôi và thằng Mão lập tức dừng chân lại, chúng tôi không dám đi thêm dù chỉ là nửa bước. Lão Tứ đang đi ở phía trước, ông ta quay đầu cười nói, sao các cậu lại không có đi nữa? Lão Tứ không nghe thấy hay ông ấy đang giả vờ không nghe thấy? Thằng Mão vội vàng lên tiếng hỏi. Lão Tứ bật cười tiếp theo ông ta đi thẳng về nơi phát ra tiếng khóc. Tôi và thằng Mão đưa mắt nhìn nhau, trong lòng của tôi đang tự hỏi, chúng tôi có nên tiếp tục đi theo ông ta nữa không? Lúc này những con kiến đá sau lưng của chúng tôi càng tích tụ nhiều hơn, chỉ cần nhìn vào cũng đủ khiến cho da đầu của người ta tê dần. Tôi không thể chịu đựng được cảnh tượng bị một đàn kiến bao vây, bởi thế cho nên chúng tôi vội vàng đuổi theo lão Tứ. Tiếng khóc ai oán của nữ nhân đó mỗi lúc một gần. Cũng đúng vào lúc này, một tảng đá hình cây phễu lớn xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Đợi cho đến khi chúng tôi lại gần thì mới nhận ra, hóa ra tiếng khóc ai oán của nữ nhân đó lại là do tảng đá này phát ra. Đến bên cạnh tảng đá, lão Tứ lúc này thở dài. Hơn 30 năm rồi ta mới trở lại nơi này. Lão Tứ nói tiếng khóc đó là do âm thanh do gió thổi qua khe đá, giống như ngày còn nhỏ tôi vẫn thường cuốn lá chuối làm kèn vậy. Nói xong, ông ta bảo chúng tôi cùng ông ta đẩy tảng đá này ra. Tảng đá này ít ra cũng hơn 500 cân. Với sức lực của chúng tôi và lão Tứ thật khó để mà di chuyển được. Đến lúc này thì thằng Mão cũng đã thở dốc. Lão Tứ nói, đây là cách cầu kiểu chữ thập, chắc là do anh hai cố tình dựng nên. Hai người tạm thời đừng động vội. Vừa nói dứt lời thì bất ngờ lão Tứ lao vào tảng đá. Chỉ trong nháy mắt ông ta đã biến mất, giống như giọt nước rơi xuống sông. Không còn nhìn thấy ông ta đâu nữa. Tôi và thằng Mão đứng ngoài chờ hơn nửa giờ đồng hồ, nhưng vẫn không thấy ông ta trở ra. Thằng Mão liền trợn mắt, nó lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên khuôn mặt rồi nói, Minh Sứt, liệu có phải ông già này đã bị nữ nhân vừa khóc đã bắt đi rồi không? Mão này, mày đừng có suy nghĩ mù quáng nữa đi. Tiếng khóc đó là do chính tảng đá này phát ra. Tôi lập tức cắt ngang lời của thằng Mão. Đúng vào lúc này một âm thanh kỳ lạ khác từ trong tảng đá phát ra. Tuy nhiên lần này không phải là tiếng khóc ai oán của nữ nhân, mà là tiếng hét trầm đục. Lão Tứ lao vào trong tảng đá đã rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy ra. Thằng Mão liền nói, Minh Sứt, ta thấy trong này chắc phải có thứ tà vật gì đó. Nghe thằng Mão nói như vậy, tôi cũng nghĩ trong đó phải có một thứ gì đó rất nhiêu khê. Thế nên tôi áp tai vào tảng đá. Thế nhưng mà ngoài trừ tiếng gió thổi và tiếng tim của mình đập thình thịch, căn bản là không hề nghe thấy bất cứ một tiếng động tĩnh nào. Chẳng lẽ lão Tứ đã thực sự xảy ra chuyện? Nếu ông ta thực sự bị làm sao, chỉ dựa vào tôi và thằng Mão,
e rằng chúng tôi khó thoát khỏi khu rừng đá này. Minh Sết, mày nói xem, liệu thứ này có thực sự ăn thịt người không? Thằng Mão nghi hoặc hỏi tôi. Không biết từ lúc nào thằng Mão đã bắt được một con kiến đá, nó đang cầm trên tay để nghịch. Nhất thời tôi cuống lên, những lời nói của lão tứ nghe rất khó nghe, nhưng cũng không phải là không có lý. Quả nhiên tai nạn đã phát sinh rồi, chỉ nghe thấy thằng Mão thét lên một tiếng, lòng bàn tay của nó đã bị chảy máu tươi. Tim tôi như là nhảy dựng lên tận cổ họng. Vừa rồi từ miệng của con kiến đá mà thằng Mão vừa bắt được, bất chợt mọc ra hai cái gai dài. Hai cái gai đâm sâu vào da thịt của thằng Mão. Những giọt máu tươi vừa rơi xuống đất, vô số những con kiến đá từ bốn phía xung quanh lập tức kéo đến. Tôi cảm thấy tình hình không ổn, rõ ràng là lời cảnh báo của lão tứ không hề hư giả. Những con kiến đá này thực sự không hề tầm thường. Nhưng mà lúc này có nói gì chúng tôi cũng đã trở thành hai con dê bị nhốt trong chuồng. Tôi và thằng Mão đã bị một đàn kiến đá bao vây xung quanh. Lúc này chúng tôi không hề nghĩ được nhiều hơn. Tôi lập tức kéo tay của thằng Mão nhảy vào trong tảng đá. Chỉ thấy xung quanh chúng tôi tối đen như mực. Toàn thân giống như bị vô số chiếc kim thép đâm vào, vô cùng đau đớn. Tôi ngã vật xuống đất. Trong lúc đó cách chỗ tôi không xa vang lên tiếng kêu của thằng Mão. Minh Sứt, mày có ở đó hay không? Thật thế tôi ngồi dậy chỉ thấy hai chân vô cùng đau đớn. Tôi vội vàng sờ tay vào chỗ đau, chỉ cảm thấy một mảnh nhỏ nhọn như là cành cây đã cắm vào đùi của tôi. Chẳng lẽ tôi đã bị gãy chân rồi hay sao? Thế nhưng mà liền ngay sau đó hình như có một thứ gì đó dẫm lên người của tôi. Tiếng của thằng Mạo lúc này cũng biến mất, không còn nghe thấy gì nữa. Tôi nín thở nằm im mà không dám nhúc nhích một lời nào. Minh Sứt. Tiếng của thằng Mão giống như tiếng quỷ ở dưới địa ngục truyền vào tai tôi, mà bốn phía xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện mấy thân ảnh màu trắng. Tôi đã cuống lên rồi, thế nên tôi rút lưỡi dao bát quái rồi đâm mạnh vào thứ đang đè lên đùi của tôi. Ôi cha mẹ ơi, nhất thời tôi đã tỉnh lại. Không biết từ lúc nào thằng Mão đã xuất hiện trước mặt của tôi. Chỉ thấy nó đang ôm chân liên tục xoa xoa. Chiếc đèn pin rọi thứ ánh sáng màu vàng đang nằm lăn lóc dưới chân của nó. Mão, sao mày là mày? Tôi ngạc nhiên kêu lên. Thằng Mão nói với tôi. Mình này, may mà đôi giày da của tao đủ cứng, nếu không tao đã thành Mão chín ngón rồi. Nhìn vẻ mặt đầy oán trách của thằng Mão, tôi chỉ biết cười ngượng ngùng. Nhưng khi tôi nhìn về phía nó, nụ cười trên khuôn mặt đột nhiên đông cứng lại. Các cơ bắp trên toàn bộ cơ thể của tôi liên tục co giật. Tôi nhìn về phía sau, thằng Mão có một bộ xương tàn phát ra những đạo quang màu tím. Từ trong hốc mắt trống rỗng của bộ xương tàn phát ra hai đạo quang màu mực lục. Thằng Mão thấy nhãn thần của tôi có điều gì đó không ổn, thế nên nó đưa tay xoa cái đầu to tròn của nó. Tiếp theo nó nhìn người nó một lượt, sau đó nó vội vàng lùi lại mấy bước. Để đến lúc tôi lên tiếng để ngăn cản thì đã quá muộn. Chỉ thấy lưng của thằng Mão chạm vào bộ xương, mà khi tôi còn đang cảm thấy sợ hãi về những gì xảy ra tiếp theo, một lần nữa tai nạn lại xuất hiện. Chỉ thấy bộ xương vừa bị thằng Mão chạm vào lập tức vỡ vụn. Thằng Mão vội vàng quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đối với một người mê tín dị đoan như nó, tôi nghĩ là nó rất sợ. Đúng là sóng trước chưa qua, sóng sau đã ập tới. Khi mà tâm trạng của chúng tôi vừa mới hồi phục lại một lần nữa, tim của tôi như là nhảy ra khỏi lồng ngực. Thằng Mão dùng đèn pin sỏi xung quanh rồi kinh sợ kêu lên. Tại sao ở đây lại có nhiều xương người như vậy? Qua ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin, chúng tôi thấy trong bóng tối sâu thẳm, trên mặt đất đầy những bộ xương người xếp thành đống. Trong số đó có cả những bộ xương động vật, ví dụ như là những thứ như ngà voi, mà thứ vừa đâm vào đùi của tôi vừa rồi chính là một rẻ xương sườn của con người. May mắn vừa đâm không sâu lắm, chỉ bị chảy một chút máu cho nên không cản trở việc đi lại của tôi. Tiếp theo chúng tôi soi đèn để đi tìm kiếm lão tứ, nhưng xung quanh đây không hề có dấu vết nào của ông ta. Trong khi chúng tôi còn đang thất vọng, hình như có một thứ gì đó đang từ trong đống xương người dưới chân chúng tôi chui ra. Tôi và thằng Mão sợ hãi liên tục lùi lại.
Chỉ sợ sẽ là một con quái vật ăn thịt người từ trong đống xương người bất ngờ xuất hiện. Một lúc lâu sau, chỉ thấy một chiếc móng vuốt sắc nhọn từ trong đống xương người thò ra. Cái móng vuốt này rất mảnh mai, trông hơi giống móng vuốt của con mèo, nhưng lại cong hơn nhiều so với móng vuốt của con mèo. Nhìn thấy cái móng vuốt này, bất giác tôi nhớ đến con âm thi dưới động đá trong núi Thiên Phật. Chẳng lẽ hôm nay chúng tôi lại đụng phải âm thi hay sao? Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy tiếng xương người đổ sụp xuống. Từ bên trong đống xương người thò ra một khuôn mặt rất kỳ quái. Tôi định thần nhìn lại, đó chẳng phải là một con mèo đen. Xem ra chúng tôi thực sự tự làm cho mình sợ. Thằng Mão cười lớn, hóa ra chỉ là một con mèo, mình xứt, lần này chúng ta đúng là quá mất mặt rồi. Nói xong, thằng Mão nhặt một khúc xương người dưới chân ném vào người con mèo đen. Thân hình của con mèo đen lập tức lóe lên, nó duỗi bốn chân ra, bộ lông trên người của nó bất ngờ dựng đứng, miệng của nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh này nghe rất chói tai, nó khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Thằng Mão khó chịu liền lao tới miệng của nó còn nói, mày còn kêu sao, coi chừng ta đập chết mày đấy. Tôi cứ nghĩ rằng con mèo đen bị thằng Mão dọa bỏ chạy, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải thừa nhận rằng bản thân của tôi đã nghĩ quá đơn giản. Con mèo đen không những không sợ chúng tôi, ngược lại nó còn nhe hàm răng sắc nhọn. Từ cái miệng của nó chảy ra một thứ nước bọt dính dính. Trong ánh mắt của nó còn lộ ra một loài hung quang đầy thèm khát. Tay của thằng Mão nắm chặt khúc xương chân của người chết, nó lao vào đập mạnh trên đầu của con mèo đen. Con mèo đen hành động vô cùng nhanh nhẹn, nhìn thấy thằng Mão hùng hổ lao tới, nó liền lập tức nhảy lên cổ của thằng Mão. Con mèo đen giơ cao móng vuốt sắc nhọn vào đầu của thằng Mão. Thấy tình hình không ổn, tôi liền rút lưỡi dao bắt quái lao tới. Tôi túm chặt lấy đuôi con mèo đen. Con mèo đen kêu lên mấy tiếng ngao ngao. Trong hang đá đen như mực này, tiếng kêu của nó nghe vô cùng đáng sợ. Lúc này tôi đã toát cả mồ hôi. Tôi không dám chủ quan một chút nào. Trên cổ của thằng Mão đã bị con mèo đen cào rách một vết dài. Từ chỗ mèo cào thì máu tươi đang rỉ ra. Bàn chân trước của con mèo đen giống như là cây móc cong đâm sâu vào cánh tay của thằng Mão. Còn tôi thì chẳng thấy khá hơn nó là bao. Chân sau của con mèo đen không ngừng đâm vào ngực của tôi. Chỉ thấy cảm thấy ngực của mình đau như là bị dao cắt. Thằng Mão lập tức quay người lại, nó túm lấy đầu của con mèo đen. Tiếp theo thì tay trái của nó giáng vào đầu con mèo một cú đấm như trời giáng. Tôi nhận cơ hội cởi áo khoác bông, quấn chặt lấy con mèo đen. Tiếp theo tôi vùng lưỡi dao bắt quái lên đâm loạn xạ vào chiếc áo. Rồi mãi đến khi con mèo đen không còn cử động được nữa, bây giờ tôi mới chịu dừng lại. Thằng Mão cầm cái đuôi của con mèo đen nhấc lên, đôi mắt của nó đỏ hoe nói. Đúng là hồ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt. Ngay cả con mèo đen này cũng bắt nạt hai anh em ta. Hôm nay tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Nói xong, thằng Mão quật mạnh con mèo đen xuống đất. Sau đó là những cú đập mạnh. Não trắng trộn lẫn với máu đỏ của con mèo đen văng tứ tung. Nhìn vào khiến cho con người ta phải buồn nôn. Nhìn xác con mèo đen đã bị nát bét. Bây giờ thằng Mão mới chịu dừng lại. Nhưng thật bất ngờ khi thằng Mão vừa buông tay, con mèo đen lại đứng dậy. Người ta thường nói mèo đen có 9 cái mạng, có vẻ như sau câu nói đó không hề sai. Nhất thời tôi dùng mình một cái, con mẹ nó đúng là gặp quỷ rồi. Con mèo đen liên tiếp bước đi mấy bước, nó kêu lên những tiếng meo meo rất thảm thiết, sau đó nó ngã vật xuống đất mà chết. Trong những khoảnh khắc con mèo đen kêu lên, tôi mơ hồ nghe thấy có một tiếng ồn ào từ nơi sâu thẳm vọng tới. Không xong rồi, mau chạy đi. Thằng Mão hét to phía sau lưng của tôi. Qua ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin, tôi lờ mờ nhìn thấy cách chỗ chúng tôi không xa, bất ngờ xuất hiện một đốm sáng màu xanh nét. Trước đây tôi thường nghe rằng trên thế gian mèo là một loài có linh tính, toàn thân mang đầy tà khí, đặc biệt là mèo đen. Nhưng mà điều mà chúng tôi không hề nghĩ đến đó là lúc này ngay tiếng của con mèo đen trước kia chết thực sự là một tín hiệu cầu cứu. Đối mặt với những thứ vừa mới xuất hiện, tôi và thằng Mão đều vô cùng chấn kinh.
Nhìn đống xương người chết xung quanh, tôi đoán rằng có lẽ bọn họ đã bị những con mèo này ăn thịt. Một đàn mèo đen đông đúc vây quanh chúng tôi, trong khi ở giữa bọn chúng có một con mèo trắng đang đứng. Chú mèo trắng này rất là nổi bật trong đám mèo đen. Những sợi lông dài trên khắp cơ thể của nó liên tục bay phất phơ theo những cơn gió lạnh thổi trên đầu. Con mèo trắng này trông có chút gì đó giống loài mèo Ba Tư, nhưng lại có một kích thước gấp đôi loại mèo Ba Tư. Con mèo trắng nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt xanh lét, có vẻ như là nó đang tính toán làm thế nào để đối phó với chúng tôi vậy. Toàn thân lông tóc của tôi đều dựng đứng. Con mèo trắng này đã sống rất lâu năm. Trước đây tôi đã từng nghe chuyện hồ ly tu tiên, rắn đất hóa rồng. Xem ra thì nhất định con mèo trắng này cũng có chút tu vi đạo hạnh. Tôi và thằng Mão đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Những con mèo đen lộ rõ vẻ hung dữ, nước bọt từ khóe miệng của chúng chảy ra. Chắc chúng đang nghĩ đến sự việc sẽ được chén một bữa no say. Mình xích, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thằng Mão ở bên cạnh thì thầm nói. Tôi không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Bắt rằng phải bắt vua trước. Tôi lập tức đưa ra quyết định. Thằng Mão giơ ngón tay lên ủng hộ, cũng không có thời gian để lo cho vết thương của mình nữa. Thằng Mão vùng khúc xương ống chân người chết lên, nó quét một vòng trên mặt đất, cũng không chịu thua kém. Tôi nhặt một khúc xương ống chân từ dưới đất lên, rồi đập vào đàn mèo. Nhưng những con mèo đen này không hề tỏ ra sợ hãi chúng tôi. Chúng lập tức lao vào tấn công chúng tôi. Đúng vào lúc đó có những tiếng súng nổ vang lên. Tôi giật mình chấn kinh chỉ vào trong tay của thằng Mão, không biết lúc này đã có thêm một khẩu súng ngắn kiểu cổ. Thì ra khi thằng Mão còn ở trong căn nhà đá, nó đã bí mật lấy khẩu súng cất trong túi hành lý. Khẩu súng này trông rất cũ kỹ, nhưng lại có sức công phá rất lớn. Phát đạn vừa rồi đã bắn trúng vào con mèo đen đang lao về phía của tôi. Con mèo đen bị bắn, đầu của nó lập tức vỡ nát, nó ngã vật xuống đất rồi tử vong. Những con mèo đen còn lại thấy vậy thì đã ngừng tấn công chúng tôi. Tình huống đột ngột thay đổi, có lẽ chúng sợ súng. Những con mèo đen trong đàn đã dừng lại, có vẻ như chúng đang chờ đợi mệnh lệnh từ con mèo trắng to lớn. Con mèo trắng trợn mắt lên rất to, trong ánh mắt của nó chứa đầy sự phẫn nộ. Thằng Mão giơ khẩu súng lục lên ngắm vào đầu con mèo trắng. Đúng lúc đó nó chuẩn bị bóp cò, bất ngờ một giọng nói từ phía sau vang lên. Lão Tứ quát lên với thằng Mão, dừng lại, không được giết con mèo trắng đó. Chúng tôi giật mình dừng tay lại, chỉ thấy Lão Tứ toàn thân lấm lét, giống như ông ta vừa mới từ dưới đất trôi lên. Lão Tứ cho chúng tôi biết những con mèo đen này là những linh vật canh giữ trong hang đá này. Thực chất chúng không hề có ý đồ xấu, mà chỉ là hành động bảo vệ xuất phát từ bản năng của chúng. Đại tự nhiên tương sinh tương khắc, ở đây có rất nhiều kiến đá, mà theo đàn mèo lại là thiên địch của kiến đá, cho nên những con kiến đá bên ngoài kia không dám vào đây. Nghe Lão Tứ nói xong, thằng Mão tỏ ý không phục nói. Lão Tứ, vừa rồi ông chạy đi đâu vậy? Suýt nữa thì đàn mèo này đã xé xác hai chúng tôi rồi. Vậy mà ông còn nói tốt cho chúng tôi nữa. Lão Tứ cười hì rồi nói. Cái cậu Mão này, cậu đúng là chẳng biết gì cả. Con mèo trắng đó là do anh hai của tôi nuôi. Nó tuyệt đối không vô duyên vô cớ đi hại người. Ông nói như vậy có nghĩa là gì? Thằng Mão ngơ ngác hỏi lại. Bằng một giọng điệu rất dứt khoát, ông ta nói rằng nếu không phải các cậu tấn công đàn mèo trước, các cậu tuyệt đối không bị đàn mèo đó bao vây. Hiện tại đối với những con mèo đó vẫn là chúng ta có phần đối lý. Có điều ông ta đã nói rằng con mèo trắng này do anh hai của ông ta nuôi. Điều này khiến cho tôi rất hiếu kỳ. Lão Tứ cũng không hàm hồ, ông ta đi thẳng vào vấn đề. Ông ta kể lại, năm xưa ở vùng Tây Bắc này có bốn người rất nổi tiếng. Bọn họ đều là những nhân vật rất có danh tiếng trên giang hồ. Ngoài ông ta ra còn có ông nội tôi là Dương Đập, Lão Vinh, Tam Lão Quỷ. Bốn người này được mệnh danh là Tây Bắc Tứ Tướng. Tây Bắc Tứ Tướng này do ông nội tôi cầm đầu. Trước thập niên 40, Tây Bắc Tứ Tướng rất có uy danh, mà con trai của Lão Vinh chính là tên 25, kẻ đã bắt nạt chúng tôi mấy ngày trước.
Gia đình của Lão Vinh khá giả nhất. Bản thân của ông ta đã từng đi học ở Nam Dương. Ông ta được một pháp sư của Nam Dương chân truyền cho dáng đầu thuật, có thể điều khiển các loại cổ độc, dáng đầu. Những thứ tà thuật này là do sư phụ của ông ta học từ Miêu Cương, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Có thể nói sư phụ của ông ta là một nhân vật nổi tiếng ở Nam Dương. Lại nói về tà thuật của Nam Dương, tà thuật này vốn có nguồn gốc từ cổ thuật của Miêu Cương. Vào giữa triều đại nhà Đường, thuật phi tiên ở Trung Nguyên đã từng được truyền bá ra nước ngoài. Cũng giống như Phật giáo đang được rất thịnh hành ở tất cả các nước Đông Nam Á. Khi đó ở xứ Phổ Tang Quốc Đảo, từng có một kỳ nhân tên là Điền Khắc Tư. Ông ta đã dựa vào nền tảng của tà thuật phi tiên, sau đó nghiên cứu sáng tạo ra một loại tà thuật khác. Mà loại tà thuật này khi đó đã gây ra sóng gió vô cùng to lớn. Nó được người dân bấy giờ gọi là tà thuật Nam Dương. Cho đến tận ngày nay, tà thuật Nam Dương được phân chia thành nhiều tông phái. Nó được hợp xưng là Nam Dương Thập Đại Tà Thuật. Trong số đó dẫn đầu là dáng đầu thuật. Năm xưa thì chú mà ông nội tôi chúng phải chính là một loại dáng đầu thuật. Đàn mèo đâu? Chúng đi đâu cả rồi? Câu nói của thằng Mão cắt ngang lời của Lão Tứ. Tôi giật mình nhìn lại. Quả nhiên đàn mèo đã biến mất không còn thấy đâu. Thậm chí xác của hai con mèo đen vừa rồi cũng biến mất. Giống như chúng đã bị bốc hơi. Chỉ còn sót lại hai vũng máu đỏ sẫm trên mặt đất. Lão Tứ nói. Đàn mèo đã rút rồi, tranh thủ những con kiến đá ngoài kia chưa bỏ vào trong này, chúng ta mau đi thôi. Chúng tôi theo chân của Lão Tứ mò mẫm trong những hàng đá tối tăm, những mảnh xương khô trong hang tỏa ra từng mảng linh tinh trong bóng tối. Tôi nghi hoặc hỏi, Lão Tứ, nơi đây là chỗ quỷ quái gì vậy? Tại sao lại có nhiều xương người chết đến như vậy? Lão Tứ liền đáp, ta cũng không rõ lắm về nguồn gốc của những bộ xương này. Ta cũng đã từng nghiên cứu về những bộ xương người này một khoảng thời gian rồi. Theo như ta được biết, đây chắc chắn thành tựu của những con kiến đá. Không phải chứ, nơi này quá là vắng vẻ, làm sao có nhiều người chết như vậy để bọn chúng ăn đây? Tóc mai của tôi đã dựng đứng hết cả rồi. Lão Tứ liền mỉm cười nói, Mão này, cậu đừng quên rằng mấy chục năm trước, nơi đây chính là một mỏ đá. Những người thợ đó đột nhiên gặp nạn mà chết. Về điểm này đủ để lý giải nguồn gốc của những bộ xương người chết ở nơi này. Lão Tứ nghe xong thì liền nói, tôi cảm thấy da đầu tôi tê dần. Tôi không hề nghĩ được rằng đám kiến đá lại có tính gây hại lớn đến như vậy. Thời tôi còn đi học, tôi đã từng nghe các giáo viên nói rằng ở châu Mỹ có một loại kiến trắng có thể khiến cho một con voi trở thành một bộ xương trong nháy mắt. Tôi còn nghĩ rằng loài kiến đá mà chúng tôi gặp chắc phải là họ hàng của những con kiến trắng đó. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Lão Tứ đã làm đảo lộn hoàn toàn suy nghĩ của tôi. Ông ta lúc này nói, sau nhiều năm ta tìm hiểu, cuối cùng ta phát hiện ra những con kiến đá này hoàn toàn không phải là thứ do tự nhiên tạo ra, mà là chúng là sản phẩm của vu thuật. Còn nó xuất phát từ môn phái nào, điều này ta vẫn còn chưa biết được chính xác. Lão Tử vừa dứt lời, chúng tôi phát hiện thấy có những tiếng xào xạc trên đầu của chúng tôi chuyển tới. Thằng Mão vội giơ đèn pin lên soi, chỉ thấy trên đầu của chúng tôi có một mảng lớn màu đen đang chậm chậm di chuyển về phía chúng tôi. Lão Tử cho chúng tôi biết bên trong hang đá này chính là một động tuyết, nơi bọn họ cất giấu rất nhiều thiết bị. Vừa rồi ông ta chui vào hang, ông ta tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy điểm chôn giấu thiết bị đâu. Rất có thể những thiết bị đó đã bị Lão Vinh chuyển đi rồi. Lúc này chỉ cần bám theo những con mèo đen đó, nhất định sẽ tìm được lối ra. Thế nhưng mà con đường phía trước vẫn tối như hũ nút, không thể nhìn thấy được điểm tận cùng. Hàng năm vào khoảng tháng 12 âm lịch, hang đá này thường bị tuyết phủ kín. Khi đó, động tuyết này chỉ để lộ ra một khe đá. 30 năm trước, Tề Bắc tứ tướng vì muốn tìm tuyết thi ngàn năm, không ngờ gặp phải một trận mưa tuyết. Tuyết rơi phủ đầy núi, cuối cùng Tây Bắc tứ tướng phát hiện ra long nhãn. Lần theo long nhãn đó mới tìm ra động tuyết này. Thật là trùng hợp khi một đá phong thủy của ngọn núi này đang được khai thác. Lão Tứ kể tiếp, vô tình những người khác khai thác đá này không hề biết được rằng bọn họ đang dần tiếp cận với tuyết thi ngàn năm.
Trong những năm đầu giải phóng ở vùng Tây Bắc đã từng có một cơn sốt về những thi thể nghìn năm. Khi đó một số người trên đạo thượng thường đồn đại với nhau rằng trên đỉnh Phan Xipang có chôn cất một tuyết thi ngàn năm. Giới buôn bán đồ cổ bên Trung Quốc muốn săn tìm tuyết thi ngàn năm. Không ai biết giới buôn cổ định làm gì với tuyết thi đó. Thế nhưng cái giá mà bọn họ đưa ra đúng là một cái giá trên trời. Nghe nói ai có được tuyết thi ngàn năm đó sẽ được sống trường sinh. Lúc đó ông nội tôi và lão tứ cũng đang vắt óc để đối phó với việc chính quyền đang truy tìm thu hồi những cổ vật bị đánh cắp trong ngôi mộ cổ đó. Tình cờ bọn họ gặp được một nhân vật lớn ở bên Trung Quốc muốn có được tuyết thi ngàn năm, cho nên ông ta đã tìm tới Tây Bắc tứ tướng. Hy vọng bọn họ có thể tìm được tuyết thi ngàn năm trên đỉnh núi Phan Xipang. Ông nội của tôi cũng đang lo không có chỗ ẩn nấp sự truy quét của chính quyền, cho nên ông nội tôi đã nhận lời. Nhưng thực chất là để trốn tránh sự truy tìm của chính quyền thời đó. Khi bọn họ đi ngang qua bãi đá, bất ngờ nghe thấy tiếng mìn nổ. Liền ngay sau đó là những tiếng kêu cứu thất thanh. Ông nội tôi nhanh chóng đến hiện trường mới phát hiện ra tiếng kêu cứu. Chỉ thấy vô số con kiến đá đang bạt mạng cắn xé những thi thể đám công khai khai thác đá. Khi đó sức lực của bọn họ cũng chỉ có hạn, bọn họ chỉ cứu được một người. Nhưng người đàn ông này không lâu sau cũng đã qua đời vì đột quỵ. Trước khi chết, ông ta nói với Tây Bắc tứ tướng rằng ông ta đã nhìn thấy rất nhiều bộ xương của người chết. Tiếp theo đột nhiên lão tứ nghi hoặc kêu lên: làm sao có thể như vậy được? Ở nơi này âm dương điên đảo, thực sự là một vùng đất hung địa, không thể có người tới đây được. Nhưng tại sao cảnh tượng lại hoàn toàn khác xa với trước đây? Không thể nào. Nhìn bộ dạng vẫn luôn bình tĩnh của lão tứ, đột nhiên thái độ của ông ta đã hoàn toàn thay đổi. Cả tôi và thằng Mão đều phải giật mình. Cần phải biết được rằng nếu người dẫn đường có thể xảy ra chuyện gì, vậy thì chúng tôi sẽ thực sự chết mà không có chỗ táng thân. Thế nên thằng Mão vội vàng bước lên nói: lão tứ, có phải là ông đã bị quỷ nhập rồi không? Chúng ta hãy mau nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Ngay lập tức lão tứ lấy lại được tinh thần, ông ta quay người lại bước về phía của chúng tôi. Sau đó ông ta lấy từ trong ngực ra một vật giống như một cây chày. Chỉ thấy hai tay của ông ta giật mạnh một cái, cây chày đã bị rút ra một cái chốt. Tiếp theo ông ta ném mạnh đi, liền ngay sau đó ông ta đè chặt tôi và thằng Mão xuống đất rồi hét lớn: mau nằm xuống. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, tôi chỉ cảm thấy màng nhĩ của tôi sắp rách ra. Nhất thời không khí xung quanh chúng tôi nồng nặc mùi lưu huỳnh, khói bụi bay mù mịt trong hang đá. Liền ngay sau đó dưới chân chúng tôi xuất hiện một lỗ động khổng lồ, mà trong hang động còn có những trận âm phong đang thổi tới. Hóa ra là như vậy, cuối cùng ta cũng đã hiểu. Lão tử thích chí cười lớn. Nói xong ông ta tung người nhảy xuống lỗ đầm, chết vinh còn hơn sống khổ. Tôi và thằng Mão cũng vội vàng nhảy theo lão tứ. Chỉ thấy cái hang động này hoàn toàn tự nhiên, những chân nhũ đá bên trong trông rất kỳ quái. Ngoài việc phát ra những tiếng đạo u quang màu xanh, khi chạm vào những cột nhũ đá này có cảm giác lạnh như băng. Lão tứ nói với chúng tôi, những cột nhũ đá này rất quý, ở vùng núi Tây Bắc này khoáng sản rất phong phú. Có rất nhiều loại ngọc có giá trị được tìm thấy trong vùng núi này. Trong đó đứng đầu là loại ngọc lục bảo, mà những cột nhũ đá này bên trong đều là ngọc lục bảo. Chỉ cần mang về một mảnh nhỏ, như vậy là đủ cho chúng ta sống hơn một nửa đời người. Lúc này thằng Mão vẫy tay với tôi. Tôi cứ tưởng tượng ra đã phát hiện được điều gì, nào ngờ nó mỉm cười với tôi. Minh Sứt, mày cho tao mượn con dao của mày một chút. Con dao nào? Là con dao lúc nãy mày đã đâm vào ngón chân của tao. Mày cần nó để làm gì? Tao muốn lấy một miếng nhũ đá đem về. Đến lúc đó mẹ tao sẽ được hưởng phúc tuổi xế chiều. Nghe thằng Mão nói xong tôi nhận thấy, dù sao nó cũng là một đứa con có tấm lòng hiếu thảo. Thế nên tôi liền đưa cho nó lưỡi dao bắt quái. Thằng Mão nhận lấy lưỡi dao bắt quái, ánh mắt của nó lộ đầy vẻ kích động. Nó chạm vào một cột nhũ đá trước mặt, nước bọt của nó chảy dài. Thật không ngờ rằng tao lại có được như ngày hôm nay. Sau khi giàu có nhất định phải lấy được một cô vợ thật xinh đẹp mới được.
Nhìn bộ dạng kích động của nó, tôi bật cười nói, mày đúng là cả ngày chỉ nghĩ đến gái, chúng ta mau ra ngoài trước rồi tính. Thằng Mão dùng hết sức cầm lưỡi dao bắt quái chém lên cột nhũ đá. Công đúng vào lúc này, lão Tứ phía sau nói với chúng tôi, chúng ta đừng làm công việc vô ích đó nữa, lũ kiến đã sắp đuổi kịp chúng ta rồi. Tôi vội vàng quay đầu lại, quả nhiên trong bóng tối mà thị giác của tôi không thể nhìn được, nhưng những tiếng bò lào xào trên mặt đất thì nghe rõ một một. Thanh âm này một lần nữa lại kích thích các tế bào thần kinh của chúng tôi. Tuy nhiên thằng Mão vẫn không từ bỏ việc theo đuổi giấc mơ của mình, nó vẫn tiếp tục chém vào nhũ đá. Tôi đã phải dùng nó đến mấy lần, nhưng thằng Mão vẫn không chịu từ bỏ. Nó lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt rồi nói, Minh Sứt, mau đến giúp tao. Chứng kiến quyết tâm chết vì thức ăn của loài chim như thằng Mão, tôi không thể từ chối được. Thế là ngay chúng tôi vừa chém vừa đập, mấy phút sau chỉ nghe thấy ầm một tiếng, một nhũ đá như là đổ ập xuống. Thằng Mão ôm lấy một tảng đá nhũ xanh lục to bằng chiếc mũ cối, nó thích chí rồi cười lớn, một miếng này đủ để cho tao phát tài rồi. Hai người còn chần chừ gì nữa, mau chạy nhanh đi. Cách đó không xa vang lên tiếng thúc giục của lão Tứ. Tôi và thằng Mão lội vàng chạy lại về phía của ông ta. Nhưng còn chưa chạy được bao xa, thằng Mão đã mệt mỏi thở dốc. Thế là tôi nói với nó, Mão này, hay là chúng ta cứ vứt tảng đá này đi. Không, làm sao mà vứt đi được, đây là bảo bối của tao, không thể nào vứt đi được. Thằng Mão ôm tảng đá trước ngực dứt khoát nói, tôi không biết tại sao thằng Mão đột nhiên lại có tiền bạc quý hơn mạng sống. Tôi lờ mờ cảm thấy điều không hay. Cũng đúng vào lúc này, một khuôn mặt trông rất quỷ dị xuất hiện ở phía trước. Trong hang đá vô cùng ẩm thấp và lạnh lẽo này, tôi chỉ cảm thấy toàn thân tôi run lên vì lạnh. Khuôn mặt tươi cười của lão Tứ thấp thoáng trong bóng tối. Không khí bên trong động tràn ngập một bầu không khí rất quỷ dị. Mão ôm tảng nhũ đá, gương mặt của nó thất thần nhìn về phía trước. Miệng của nó liên tục lẩm bẩm. Tôi muốn nghe xem nó đang nói gì. Không ngờ lão Tứ bỗng nhìn giống như bị phát điên. Tôi vội vã chạy về phía của ông ta. Điều này khiến cho tôi rất bất ngờ. Tôi vỗ vai của thằng Mão rồi nói, Mão này, chúng ta mau đuổi theo lão Tứ xem có chuyện gì đã xảy ra. Nào ngờ thằng Mão vẫn đứng yên bất động. Trên khuôn mặt ngây ngốc của nó đột nhiên nở một nụ cười vô cùng quỷ dị. Trong lòng của tôi vô cùng chấn kinh, chẳng lẽ nó đã bị quỷ nhập thân. Nhưng ở đây ngoài những cột nhũ đá, chỉ có cái khuôn mặt quỷ đó. Phải, chính là cái khuôn mặt quỷ đó. Thế nhưng không hiểu tại sao, đúng khoảnh khắc tôi quay đầu nhìn lại, khuôn mặt quỷ đó thực sự đã biến mất. Đúng vào lúc này, cách chỗ chúng tôi không xa, tôi nghe thấy lão Tứ kêu lên một câu gì đó. Có vẻ như ông ta đã phát hiện ra một thứ gì. Lần theo tiếng kêu của lão Tứ, tôi dắt tay của thằng Mão bước tới. Lúc này lão Tứ đang ngồi xổm bên mép của một bức tường đá. Thấy chúng tôi bước tới, ông ta tươi cười rồi nói, hai người mau tới đây xem, cuối cùng ta cũng đã tìm ra rồi. Ồ, tôi hiếu kỳ bước tới, nhưng vừa bước tới được hai bước, tôi vô thức dừng lại. Suốt cuộc ông ta đã phát hiện ra cái gì đây? Điều này cũng đã được trả lời trong sự việc diễn ra sau đó. Tôi phát hiện bên cạnh lão Tứ vẫn còn một cái hố nữa ở phía bên trái. Cái hố này hẹp hơn rất nhiều. Với thân hình to lớn của thằng Mão, nó không thể chui vào được. Cuối cùng tôi và thằng Mão đành phải lùi ra khỏi cái lỗ động đó. Lão Tứ bảo chúng tôi đợi ở ngoài, ông ta đi xuống kiểm tra trước. Tuy nhiên ngay sau khi ông ta chui xuống được một lúc lâu, đợi đến khi ông ta trèo lên trên miệng lỗ động, toàn thân của ông ta đã dính đầy máu tươi. Thật đầu tôi còn nghĩ rằng ông ta đã gặp phải một biến cố gì trong đó. Thế nhưng ông ta nói rằng thứ chất lỏng màu máu đó là dịch thể của lớp đất tiên. Vừa nãy ông ta đang mò mẫm trong đạo động, bất ngờ ông ta phát hiện thấy ngoài một ngã ba đường lúc này còn có 5-6 lối rẽ khác. Sau khi kiểm tra đạo động một hồi, cuối cùng ông ta phát hiện ra một thi thể đã khô quắt, mà trên thi thể đó ông ta còn tìm thấy một chiếc xẻng lạc dương. Đây là loại xẻng chuyên dùng dân đào trộm mộ, ngoài ra còn có một đạo mô kim phủ.
Lão Tư nói rằng có lẽ thi thể đó chính là người trong phái Mô Kim của Trung Quốc tới đây để đào trộm mộ. Thế nhưng mà làm sao ông ta lại nằm chết ở đó? Rất có thể là vào thời điểm đó, kẻ đào mộ này đang gặp một mối nguy hiểm gì đó. Không còn đường để rút lui, cho nên ông ta mới tiếp tục đào sâu vào trong để tìm đường thoát ra ngoài. Trong những ngôi mộ cổ, thông thường người xưa đã bố trí rất nhiều cơ quan ngầm. Điều này trước đây chú Ngài đã nói với tôi. Nhưng mà kể từ khi chúng tôi bước vào trong hang động này, không hề xảy ra bất cứ một sự tình gì. Ngoài trừ những cột nhũ đá xa, chỉ còn một điều kỳ lạ duy nhất. Tất cả những con kiến đá đang đuổi theo chúng tôi đều dừng lại ở những cột nhũ đá trong hang. Có vẻ như chúng đang sợ hãi một điều gì đó. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi đột nhiên phát hiện ra. Chết tôi rồi, tại sao tôi quên bén đi mất thằng Mão kìa chứ? Lúc nãy tinh thần của thằng Mão có chút bất thường, căn bản không giống như lúc nó bình thường. Lúc này tôi đã không còn thấy thằng Mão đâu. Liệu có chuyện gì xảy ra với nó hay không? Tiếp theo tôi và Lão Tứ tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng chúng tôi tìm thấy thằng Mão cuối một bức tường đá. Khi chúng tôi tìm thấy nó, trên tay của nó còn đang ôm chặt một tảng nhũ đá. Nó đang không ngừng ngây ngô cười. Nhãn thần của Lão Tứ nhìn xuống tảng đá nhũ trên tay của thằng Mão, chỉ thấy tảng đá nhũ đó vốn dĩ lúc trước có màu xanh lục, nhưng lúc này đã chuyển sang màu xám. Không xong rồi, cậu ta đã bị tà khí nhập vào cơ thể. Những lời nói của Lão Tứ lập tức dẫn dắt tôi vào một trường ác mộng. Nhìn bộ dạng khác thường của thằng Mão, tôi hoang mang không biết phải làm sao. Người xưa có một thuyết gọi là ngọc tà, nghĩa là viên ngọc có thể hút tinh huyết của con người, tất nhiên cũng có thể hít phải tà khí. Khi mà hấp thụ đến một mức độ nhất định, nó sẽ được thích phóng trong một lần. Mà thằng Mão tình cờ chạm vào nó, mà ngọc lục bảo trong nhũ lại là vua của các loại ngọc. Loại ngọc này hoàn toàn là thiên tạo, nhưng ở đây âm dương bị đảo lộn, có thể thấy tà khí của nó mạnh đến mức độ nào rồi. Chỉ là chúng tôi không biết chủ nhân ngôi mộ lựa chọn nơi này để an táng, không biết ý định của mộ chủ là gì. Tôi không dám có bất cứ sơ suất nào. Lão Tứ bảo tôi khống chế thằng Mão trước, sau đó ông ta lấy từ trong người ra một sợi dây gai màu đen rất to. Ông ta nói với tôi, sợi dây này đã gắn bó với ông mấy chục năm, nó là một thứ dùng để khu tà rất tốt, có tác dụng gấp hàng chục lần sợi dây mực đấu thông thường. Thằng Mão nổi tiếng là khỏe, cho nên việc khống chế thằng Mão lúc này đã trở thành một việc rất khó đối với tôi. Thằng đã ôm chặt một tảng nhũ đá sớm đã ngả màu xám, miệng nói làm nhảm không nghe rõ được. Tôi ôm chặt lấy nó từ đằng sau. Thằng Mão như là bị kích thích bởi thứ gì đó, bất ngờ nó quay đầu lại quát mắng tôi. Đừng cướp bảo bối của tao. Tôi rất ngạc nhiên khi tính khí của thằng Mão đã hoàn toàn thay đổi. Đúng lúc này Lão Tứ hét lên một tiếng. Lão Tứ tay cầm sợi dây mực, ông ta từ phía sau trói chặt thằng Mão lại. Thằng Mão lập tức lồng lộn lên như một con thú hoang. Nó điên cuồng đấm đá chúng tôi. Tên khốn này bình thường rất hùng mãnh, mà lúc này nó đã hoàn toàn bùng nổ. Lão Tứ vội kêu lớn, Minh, mau tới giúp ta một tay. Nghe thấy Lão Tứ kêu lên như vậy, tôi dùng hết sức nhấc bổng chân của thằng Mão lên, sau đó dùng sức vật thằng Mão xuống đất. Tảng nhũ đá trên tay của thằng Mão rơi xuống đất, bất chợt tảng đá vỡ tan thành từng mảnh. Lão Tứ lập tức cắn đầu ngón tay của mình. Ông ta chấm máu trên đầu ngón tay vào cột sống của thằng Mão. Tiếp theo Lão Tứ vỗ vào lưng của nó một cái rất mạnh. Kỳ tích đã xuất hiện. Chỉ thấy toàn thân của thằng Mão tàn phát ra một làn sương trắng. Làn sương trắng phẳng vất bay vào trong bóng tối. Dần dần làn sương trắng hình thành một bộ dạng nữ nhân, sau đó lại biến thành một khuôn mặt quỷ. Nhìn cảnh tượng trước mắt tôi bất giác có một chút hoảng loạn, tôi vội nói, Lão Tứ, chẳng phải ông nói trên thế gian không có quỷ hay sao? Vậy đây là cái gì chứ? Trên khuôn mặt của Lão Tứ chảy ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Lão Tứ liền giật mình, tuyệt đối không được nói chuyện. Lão Tứ đang vật lộn trong đống xương người tỏ ra căng thẳng, chắc chắn đàn xương trắng này không hề đơn giản. Cho mãi về sau Lão Tứ mới nói với tôi, làn xương trắng đó chính là tà khí được ngưng tập ở trong nhũ đá.
Nếu hít vài vào trong nội tạng lập tức biến thành điên cuồng, giống như thằng Mão. Lúc đó tôi cũng chẳng biết làn xương trắng này khủng bố đến như vậy, cho nên tôi vội hỏi, lão tứ có chuyện gì vậy? Tôi vừa dứt lời, làn xương trắng đó đột nhiên ngưng tụ lại. Tiếp theo làn xương trắng đó lao về phía của tôi. Lúc này có nói gì cũng không còn kịp nữa. Tôi chỉ cảm thấy xung quanh tôi toàn là xương trắng mờ ảo. Nhất thời tôi cảm thấy rất khó thở. Tôi bặt mạng vũ động tay áo, hy vọng sẽ xua được làn xương mù đó đi. Thế nhưng tất cả đều vô ích. Làn xương đó giống như là kẹo dẻo, nó lập tức chui vào lỗ mũi của tôi. Cũng đúng vào lúc này, tôi nhìn thấy một dáng người gầy gò kéo tôi ra khỏi làn xương, giống như là khối kẹo dẻo đó. Tôi cảm thấy rất tức ngực. Tiếp theo tôi hò lên mấy tiếng rồi ngồi bật dậy. Mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi. Thứ thay đổi duy nhất là vị trí của chúng tôi. Lúc này đang nằm trên một chiếc giường đá bằng cẩm thạch trắng. Xung quanh tường đá có những nét họa tiết màu sắc, trông giống như là những nàng tiên bay trên mây. Còn có những chỗ nổi ra giống như là chim thú huyền linh đang bay nhảy. Phía trong một thất có đặt một cỗ quan tài bằng ngọc, chắc đây cũng chính là quan tài của mộ chủ. Những họa tiết trên bức tường đá này trông rất sống động, bất giác tôi giật mình chấn kinh. Đây là chỗ quỷ quái gì vậy? Trong lòng của tôi đang rất hoang mang. Nhưng cũng đúng vào lúc này, một ông lão toàn thân dính đầy bùn đất bước ra khỏi vách đá. Sau lưng ông ta còn có một thanh niên có thân hình to béo. Tôi định thần nhìn lại. Đây cũng chính là lão tứ và thằng Mão hay sao? Thấy tôi thất tỉnh lại, thằng Mão liền ném vật màu vàng cam trên tay của nó xuống. Nó vội vàng tới bên tôi rồi nói, Minh Sứt, cuối cùng thì mày cũng đã tỉnh lại, mày làm cho tao sợ chết khiếp. Tôi rất hoang mang khi nghe câu nói này của thằng Mão. Nếu không thì dù cậu có 10 cái mạng cũng không có đủ chết đâu. Lão tứ lúc này liền nói với tôi. Ngay sau đó thì tôi hít vài một làn sương mù trắng đó, tôi liền lập tức ngất đi. Ông ta hiện ra vài vết ký hình mặt quỷ trên cổ của tôi rồi đột nhiên nói dần lên. Sau khi miếng dương ngầm đeo trên cổ của tôi, công chính là đạo âm dương phổ do ông nội tôi để lại, đột nhiên có phản ứng. Một luồng khí đen từ vết thai ký hình mặt quỷ tàn phát ra. Luồng khí đen này liên tục bị hút vào đạo âm dương phổ. Điều này làm cho đạo tứ rất là phấn khích. Nếu mảnh dương ngọc này đúng như vị cao tăng ngày xưa đã nói, nó đúng là một thánh vật để xua đuổi tà ma. Sau một luồng khí đen đang bị hút hết, vết thai ký hình mặt quỷ trên cổ của tôi đã trở lại kích thước bằng nắm tay như lúc ban đầu. Những mảnh nhũ đá vương vãi trên mặt đất từ lâu đã biến thành bột. Lão tứ nói với tôi rằng những cột nhũ đá bên trong động rất có thể đã bị một loại thư chú nào đó, cho nên bất cứ ai chạm vào hồn phách sẽ trở nên điên đảo. Điều khiến cho tôi rất băn khoăn là vết thai ký hình mặt quỷ trên cổ tôi từ đâu mà có. Không ngờ lão tứ cũng đang có nghi vấn này, ông ta liền hỏi, mình có phải cậu đã đắc tội với ai rồi không? Tôi lập tức lắc đầu rồi nói, điều này thì có liên quan gì đến vết thai ký chết tiệt này? Lão tứ liền thở dài, nó là một mối quan hệ rất lớn. Vết thai ký hình mặt quỷ này là bức họa khuôn mặt quỷ trong nghệ thuật phi tiên đã bị thất truyền. Tương truyền cách đây hàng nghìn năm, chỉ có vị vu sư ở xứ đảo Phù Thang, cũng chính là người sáng lập ra phi tiên thuật mới biết được thuật này. Hậu thế cũng chỉ biết được một số đặc tính của bức họa khuôn mặt quỷ từ những ghi chép giả sử đơn giản. Phàm là người bị trúng phải thuật này, trên cổ xuất hiện một vết thai ký hình mặt quỷ trên cổ. Sau đó nó sẽ to dần lên, cuối cùng nó sẽ lan ra khắp cơ thể cho đến khi âm dương vĩnh biệt. Nghe lão tứ nói xong, toàn thân của tôi đã nổi đầy da gà. Tôi không nghĩ rằng sự việc lại nghiêm trọng như vậy, thế nên tôi cuống lên để hỏi, vậy có cách nào chữa trị được không? Lão tứ lắc đầu thở dài, mọi sự đành phải tùy duyên. Nghe ông ta nói như vậy, trong lòng của tôi có chút nguội lạnh. Chẳng lẽ tôi lại bạc mệnh đến vậy hay sao? Không, tôi không cam chịu thất bại, tôi không phục. Thằng Mão trầm mặc bên cạnh tôi, nét mặt của nó lộ rõ vẻ ưu sầu. Đương nhiên tôi hiểu được, nó đang thương xót cho thân tôi. Từng ấy năm làm anh em với nhau, tôi hiểu rõ về con người của nó.
Tuy nhiên tôi không muốn làm cho không khí trở nên bi quan như vậy. Thế nên tôi liền cười rồi nói. Sợ cái gì chứ? 20 năm sau tao lại là một hào hán. Đôi mắt của thằng Mão lóe lên một sự kích động. Nó liền nói với tôi. Mình sứt. Cả đời tao bất cứ điều gì cũng hối hận. Nhưng tao không hối hận được quen biết mày. Được làm anh em với mày. Người anh em tốt. Tôi đậm tay vào tay của nó. Lão tứ bên cạnh vút sâu. Khuôn mặt của ông ta biểu hiện có chút an ủi. Ông ta nói rằng nhìn thấy chúng tôi lúc này, ông ta lại nhớ đến cảnh tượng Đông Bắc tứ tướng kết nghĩa của ông ta năm xưa. Chỉ có điều khi phách hào hùng đó không bao giờ còn trở lại nữa. Xã hội hiện nay đã có quá nhiều thay đổi. Lòng người nham hiểm thậm chí là sau một giây. Từ anh em đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Đây chính là sự tàn khốc của hiện thực. Lão tứ, chúng ta đang ở đâu vậy? Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt. Lão tứ nói rằng trong khi tôi bị hôn mê, ông ta đã phát hiện thấy một cánh cổng bằng đá. Phía trước cánh cổng đá đó có đặt một tảng đá nặng 1000 cân, dùng để niêm phong mộ thất. Muốn phá giải được tảng đá nặng 1000 cân đó đâu phải là chuyện dễ. Đến lúc ông ta chuẩn bị bỏ cuộc, ông ta mới phát hiện ra phía dưới cánh cổng đá có một quả cầu nhỏ. Trước đây ông ta cũng từng nghe người ta nói qua. Thương truyền có một loại cơ quan bí mật được gọi là tòa hồn trùy, tức là dùng tòa hồn trùy để khóa cánh cửa đá từ bên ngoài. Nói chung nếu dùng thuốc nổ hoàn toàn không có tác dụng gì, chỉ có người tinh thông về phong thủy, lợi dụng dịch kinh bát quái mới có thể mở được tòa hồn trùy. Thế nhưng mà lão tứ là nhân vật gì cơ chứ? Chút chuyện nhỏ này không thể làm khó được ông ta. Khi ông ta mở tòa hồn trùy, tảng đá nặng 1000 cân vang lên một tiếng động rất lớn. Tảng đá chìm thẳng vào trong lòng đất. Cảnh tượng này khiến cho ông ta phải giật mình kinh sợ. Lão tứ cho biết đây là một ngôi minh mộ, hay còn được gọi là mộ âm. Trong sự nghiệp trộm mộ mà ông ta đã từng trải qua, ông ta mới chỉ gặp được có 2 lần. Một lần ở lăng mộ cổ cách đây mấy chục năm, lần còn lại chính là lần này. Cách thức tổ chức tang lễ trong mộ âm rất đặc biệt, đó là phải mất rất lâu công sức và thi thể, là phải xoa cao pháp khắp lên thi thể. Nghe nói cơ thể trường sinh vạn năm. Trong ngôi mộ thất cách đây mấy chục năm, trên cơ thể của thi thể mọc lên những sợi lông trắng, công chính là dùng cao pháp lưu truyền trong khắp kỳ kinh bát mạch của thi thể, cho nên mới khiến cho thi thể đó biến đổi. Vốn dĩ quá trình này phải mất hàng chục năm, thế nhưng con mèo đen đột nhiên khoét lỗ chui vào, cho nên khiến cho thi thể phát triển quá nhanh mà trở thành thi biến. Thằng Mão đột nhiên hò lên mấy tiếng, nó vội vàng hỏi. Con mẹ nó, cái mùi gì thế này đúng là quá tà môn. Thằng Mão nói không sai, lúc này từ trong cố quan tài ngọc tàn phát ra, không phải cái gọi là thi khí, mà là mùi hương thơm thoang thoảng. Điều này khiến cho chúng tôi đều bất ngờ. Ngay cả lão tứ cũng tỏ ra đầy ngơ ngác. Ông ta nói rằng bản thân ông ta đã lăn lộn hàng chục năm trong nghề, nhưng chưa bao giờ thấy từ trong quan tài lại bốc lên mùi thơm. Nghe lão tứ nói như vậy, trong lòng của tôi vô cùng kích động. Một cảm giác thôi thúc tôi nhanh chóng mở cố quan tài bằng ngọc ra. Tôi và thằng Mão dùng sức đẩy mạnh, cộng với một tiếng rầm, nắp cố quan tài tất cả bị chúng tôi hất văng xuống đất. Nhất thời bụi đất tung lên mù mịt. Tim tôi đầm thình thịch, không biết bên trong cố quan tài chạm vào thứ gì. Biết đâu lại là một con quái vật đầy lông lá cũng không chừng. Tâm hiếu kỳ của con người cũng kỳ lạ. Rõ ràng trong lòng đang rất sợ hãi, nhưng vẫn muốn khám phá những điều kỳ bí. Hiện tại tôi và thằng Mão cũng thuộc vào loại tâm lý này. Chỉ thấy trong quan tài không hề có xương cốt của người chết, cũng chẳng có quái vật có lông dài, có chăng chỉ là một thi thể của nữ nhân có một dung mạo vô cùng xinh đẹp. Thi thể đó mặc áo ngọc may bằng chỉ vàng. Tôi và thằng Mão đều giật mình kinh sợ. Thi thể nữ nhân đó trông rất sống động, giống như nữ nhân vẫn còn đang ngủ say. Làn da của thi thể nữ nhân trông vẫn còn sáng bóng, đôi má được phủ một lớp phấn dày. Nhìn kiểu gì cũng thấy không giống như đã chết hàng ngàn năm rồi.
Ánh mắt của chúng tôi dừng lại nửa giây trên thi thể nữ nhân đó, sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía đồ tùy táng phong phú của nữ nhân. Tôi vô thức nuốt nước bọt, trong đó có rất nhiều đồ trang sức bằng vàng bạc châu báu. Chỉ cần tùy tiện lấy một thứ ra ngoài, như vậy cũng đủ để chúng tôi chi tiêu nửa cuộc đời. Cuối cùng thằng Mão vẫn không nén được sự phấn khích trong lòng, thế nên nó chạm vào sợi dây chuyền ngọc đeo trên cổ thi thể của nữ nhân. Được chạm vào thi thể. Sắc mặt của lão tứ tỏ ra đầy kinh sợ, ông ta lập tức lên tiếng để ngăn cản. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.